Xin chào năm sĩ anh em nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến với kênh của Phước Phù Hồ, ngắm cá beta, giải trí cũng như là kết nối chia sẻ đam mê nuôi con cá beta. Ngày hôm nay đây thì Phước tiếp tục Phước tách phơm những con cá Koi Red Galaxy. Bữa trước thì tách được mớ rồi. Đó, mấy bữa nay thấy cá cũng bắt đầu kè rồi anh em. Cá hôm ngày lên nhiều quá. Bây giờ keo đựng hết nổi rồi, mua mấy ly nước mía đựng luôn rồi anh em. Quá trời rồi. Đó, anh em nào mà có đam mê nuôi cái dòng Koi Red hoặc là thích cá thủy sinh Koi Red thì cứ liên hệ ủng hộ cho Phước nha. Phước cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ đây xin mời anh em đến với phần video nha. Mấy con Koi Red hôm bữa nè mọi người, Phước tách được một tuần rồi. Thì nhiều quá nè, Phước cũng hết keo buông rồi. Cái keo thường thường Phước nuôi là cái keo 2 lít mà hôm nay nhiều quá rồi hết keo buông luôn. Thì cũng không có mua thêm keo buông Bởi vì sợ tốn tiền. Dạo năm nay mọi người, nói chung là nguyên cái năm nay là Phước bán cá cũng ế ẩm lắm, không có được nhiều, nên là tiết kiệm chi phí xíu mua mớ ly nước mía nè mọi người. Một lốc của nó là 12 ly hay 15 ly Phước cũng nhớ nữa, mà nó có 14.000 à. Đó, mua ra gì thì đựng cũng nhiều rồi nha. Mà cái ly nước mía này á, mình rưỡi lại mình phơi lên nhẹ nhẹ, làm nhẹ nhẹ thôi nó cũng bền á, cũng được 2 năm ở nhà mọi người chứ không phải ít đâu. Chịu khó rửa nhẹ nhẹ xíu. Đó, cô nhìn cũng sạch sẽ tinh tương rồi mọi người ha. Đó, thì Phước mấy cái keo cá phơm như thế này Phước cho thêm mấy cọng bèo vô nè. Cá mới tách phơm á mọi người, nó khoái mấy cái cọng bèo lắm, đặc biệt là cá trống á. Mình có mấy cái bèo này bỏ vô cho nó để nó sung á, nó nha bọt ha. Và thường á thì cá mà mới tách phơm á trong một tuần đầu á thì Phước sẽ không có che, Phước không có cản kè lại, bởi vì giống như là để cho con cá nó không có bị stress đó mọi người. Mọi người xem nha, mình có để bèo vô nó nhả bọt nhiều lắm nè. Đó, thì khoảng tầm 2 tuần Phước để gì nè, Phước không có che kè lại. Khoảng tầm 2 tuần thì Phước đầu mới che kè lại anh em ha. Ở đây là kinh nghiệm của Phước á. Hồi trước đó là cá vừa mới tách phơm liền á thì Phước che kè liền luôn, nhưng mà thấy con cá nó không có sung, mà nó kiểu như là lười ăn, nó biết ăn luôn mọi người. Kiểu như là nó quen cái cuộc sống ở trong đàn rồi đó. Rồi mình tách phơm ra rồi mình che nó lại vậy, cho nên nó làm kiểu như nó bị stress á, nên là cái sức khỏe con cá nó không có tốt. Nên là Phước mới để cho tụi nó thấy, tụi nó nhìn thấy nhau khoảng tầm hơn một tuần thì bắt đầu mới che là cản kè ha mọi người ha. Hôm nay thì mấy em hôm bữa tách cái màu nó còn lem nhem, mà hôm nay là bắt đầu là những cái đốm màu nó lon ra nhiều hơn nè mọi người. Đó, có mấy con là đỏ rực luôn nè, cái màu đỏ rất là tươi. Cái đàn Koi Red này Phước làm mà hết sức lượng ý luôn. Tổng cộng là có 3 đàn, nhưng mà có một đàn thì số lượng nó ít quá, nên nó là Phước mới dồn chung luôn với hai cái đàn kia. Vị chi là bỏ ra là 2 hồ, một hồ khoảng 300 mấy 400 con á. Không, mà cái ly nước mía này nè anh em, phơm cá hả, nó cũng tiện lắm nha, vệ sinh cũng sạch nữa. Nhưng mà có một cái là để đỡ khoảng tầm 2 tuần đầu thôi anh em, xong rồi cái hôm sau mình vẫn nên phơm cá ở keo ít nhất là keo 2 lít đó. Thông thường thì mấy anh em khác thì có thấy phơm tận cái keo 5 lít cả đó. Mà keo 5 lít đó thì nó tốn tiền mua quá, với lại nó tốn diện tích quá, cho nên là nhà Phước là sử dụng keo 2 lít thôi.
nha anh em. Anh em sử dụng mà cái ly nước mía mà anh em phơm mấy bữa đầu để đỡ diện tích thôi, chứ mà vẫn nên cho ra cái keo rộng hơn để cho con cá nó bung sai, bung phơm tốt hơn anh em ha. Thì buổi sáng nay Phước tiếp tục Phước đi lên phơm được 2. Anh em xem nha, coi rét cả mấy con kia là chung đàn nó hết đó, nhưng mà nó bị xịt đó mọi người, nó không có lộn, nó không có lên màu á, cá sim xanh quá trời luôn kìa anh em thấy không. Bởi vì khi mà anh những anh em mà làm dòng cá coi beta thì Phước thấy là hơi thiệt thòi hơn xíu so với những anh em mà làm cái dòng fancy, giống như anh em làm con rét fancy đi, cái con đó là con phổ thông, anh em chơi và biết đến con đó rất là nhiều, thì khi mà ép rét fancy á, thì cái tỷ lệ đạt của nó khá là cao, và giống như kiểu là có cá trống là coi như là mình có thể là phơm ra là kè là chơi được rồi anh em. Còn cái thằng con beta này á, anh em thấy không, cái con nào mà nó lột được á hả thì mình mới chơi được, còn không là có cái hàng mà nó xanh với lại nó đắng nõn vậy nè, mấy cái con đó là coi như bỏ đó. Cho nên á là cái số lượng của cá mà đạt của dòng cá con beta thì lúc nào nó cũng ít hơn cái dòng fancy hết. Và thêm một cái nữa là cái hàng con beta này á, mà nếu như mà cái hàng cá mà cello với cá xanh á thì hầu như là anh em bán thủy sinh không được luôn. Còn những cái hàng fancy á, anh em bán thủy sinh nó rất là dễ, sau khi mà anh em tách lên phơm á nữa thì những con cá còn lại thì dù sao nó cũng còn cái màu xanh xanh đen đen đỏ đỏ cũng dễ bán. Còn thằng này á, mà cá trắng, cá cello với lại cá xanh như cá sim là coi như là bỏ luôn anh em đó. Chính vì vậy mà cái giá thành của cái dòng cá koi beta này nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với fancy một tí xíu đó. Anh em nhìn nè, màu lên đã chưa, trống này màu quá trời đã anh em đó. Và cái hàng mà thủy sinh, cái hàng mà thủy sinh của dòng cá koi beta này nó cũng gọi là đẹp hơn đẹp hơn, với lại hơi giá nó hơi nhỉnh hơn tí xíu so với hàng thủy sinh của Red Fancy nha. Nhiều anh em mới chơi nên là chưa có biết được điều này, cũng như là những anh em mà lấy cá thủy sinh về bán học sinh, bán dạo, bán trường học đồ anh em, thì anh em cứ nói ủa sao mà sao cá thủy sinh mấy chỗ kia nó bán có 5.000 con à, sao ở bên mình bán tới 10.000 đó. Thì Phước nói những cái điều nãy giờ ra để cho anh em hiểu được là cái con cá mà coi beta thủy sinh á nó khó như thế nào đó, và cái tỷ lệ nó ra nó ít như thế nào, để cho anh em biết được cái giá trị của con cá koi beta nói chung, cũng như là cái dòng cá koi beta thủy sinh. Và cái dòng mà koi beta thủy sinh đó anh em lấy về nên nuôi vậy, chứ mà nhiều khi anh em nuôi mà dưỡng dưỡng lên khoảng tầm cái tháng thứ 5, tháng thứ 6 rồi đó, hồi bắt đầu màu nó ra nó full rồi, đẹp lắm nha anh em đó. Giống như anh em lúc mà anh em lấy hàng thủy sinh á, là những cái con này nè, giống như những con này thì nó đẹp quá thì chắc chắn là không sẽ không bán thủy sinh rồi anh em. Bán thủy sinh á thì nó sẽ lên cái hàng mà lấm đớm màu, có nghĩa là cá đã lậu qua cello rồi mà bắt đầu nổi màu đen đớm đớm rồi anh em đó, thì cái cá đó là mới bán cho anh em. Mấy cái ông mà đớm đó nuôi đến nắng tháng thứ 5, tháng thứ 6 là bắt đầu nó ra màu, thậm chí có những con ra màu full luôn nè, hồi đẹp lắm. Mà nếu mà những anh em nào mà mua về mà để mà chơi mà thủy sinh để đam mê chứ không phải kinh doanh buôn bán thì anh em ngắm đẹp lắm, giống như kiểu nè anh em, giống như con này đi đó, nhìn cái màu của nó hả chưa có đều thế này, nhưng mà anh em nuôi lên đó hả, từ từ mỗi ngày anh em cho ăn cái anh em thấy nó ra màu mỗi ngày một chút vậy đó đó, anh em thấy ghiền lắm. Rồi đến khi mà con cá nó full màu hết đó là anh em mới thấy được cái con cá mà con beta cái màu nó đẹp như thế nào, phải là anh em từng chơi cái dòng mà fancy beta
với lại cái dòng coin beta thì anh em sẽ thấy được cái thế mạnh của mỗi dòng, và đặc biệt là cái bộ màu của hàng coin beta thì lúc nào nó cũng ăn đứt cái hàng fancy hết. Mà nhưng ngược lại hàng fancy nó được cái bộ form nó đẹp hơn. Nhưng mà ngày nay cái con cá mà coin beta anh em, người ta cũng làm ra cái bộ form cũng đẹp lắm mà, chứ không phải là như ngày xưa. Nhưng ngày xưa thì coi cá coi beta thì cái bộ form nó không bằng cái dòng Wansi. Nhưng mà ngày nay thì anh em làm là bộ form là phải gọi là 80 so với bộ form của Wansi ha anh em ha. Đó. Và được lại là cái bộ màu của cá beta thì của cá coi beta thì nó quá đẹp nè. Đó, và nó ngẫu nhiên, không con nào giống con nào hết. Giống như nó lên đốm lớm nhở mình đó, xanh đỏ đen cam màu tầm lum màu hết nè đó, hai hồ anh em ha. Bên đây cái đèo này bắt đầu lọt nhiều anh em đã phải kéo mấy cái rồng rồi ra. Mấy anh em xem những cái thước video của Phước, mấy anh em rất là thích cái bụi cây này của Phước nè. Cái bụi cây xanh xanh này nè, nhiều anh em mê lắm, hồi phải nói là nó sạch nước cực kỳ luôn á. Anh em xem nè, mình vừa tạo ra một cái môi trường thủy sinh để cho con cá beta nó phát triển tốt. Vừa là cái gì ta, vừa là cái nệm, trời ơi tối mà ra mà soi đèn anh em biết không, nó leo lên mấy tán cây nằm ngủ nè, nhìn thấy cưng lắm đó. Rồi vừa là nơi mà để cho mấy con cá beta nó trú ẩn nè, rồi nó lọc nước nè. Nó lại che ánh nắng trực tiếp rọi xuống hồ nữa đó. Và cái người mà người ta nuôi cá cũng như là người xem á, xem cá mà Phước quay thế này nè, thấy là có nước có cá rồi có rong không, có bụi rong có bụi bèo thế này nhìn nó cũng mát cái con mắt hơn, đúng không mọi người? Mình nuôi cá mà để giải trí để đam mê mà thì mình làm sao cho cái hồ của nó xem nó mát mắt. Vậy thì mình nuôi mình mới cảm thấy thú vị, mới cảm thấy giải trí anh em ha. Anh em xem là lại thêm một bé trống đó, màu hiện tại mới 70% thôi, nhưng mà hey, đợi nó đi, cái này khoảng gần tầm 3 tuần nữa thì đẹp, đẹp lắm luôn nha. Và hiện tại ở bên trại Phước là có cung cấp cá giống cho anh em, cũng chỉ là từ 300.000 đổ lại cặp thôi, không có cao anh em ha. Và có những cái cặp cá mà để cho anh em tập ép cũng khoảng tầm 100.000 thôi.